chương 11, thế giới này không có hải lâu thạch. Hai người trân tru tăng thêm bạn tốt, La Hạ liền đem Triệu Hải Luân kéo đến bầy bên trong. Bầy bên trong lại tới người mới rồi. Triệu tiến sĩ. Ta liền biết là ngươi. Đét quân tên kia thế mà dây hồi, cái này khiến La Hạ hoài nghi hắn có phải là cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì quan nước bầy. Quên tiên sinh, về sau sinh chỉ giáo nhiều hơn. Ngược lại là Triệu Hải Luân, hoàn toàn như trước đây có lễ phép. Hoan nghênh Triệu tiến sĩ đi vào chúng ta ác ma trái cây nhà đại gia đình này. La Hạ cũng ở trong bầy đối triệu Hải Luân tỏ vẻ ra là hoan nghênh. Như vậy cửa hàng trưởng, ta sẽ không quấy rầy. Triệu Hải Luân lúc này đối La Hạ đưa ra cáo từ, còn đem vậy còn dư lại một nửa chữa trị trái cây cho cầm trong tay, cái này ta có thế mang đi, đúng không? Đương nhiên Triệu Tiến Sĩ, ngươi đã giao trả tiền, đây vốn chính là ngươi đồ vật. La Hạ đối Triệu Hải Luân cười nói. Như vậy cửa hàng trưởng, gặp lại. Gặp lại Triệu Tiến Sĩ, nhớ kỹ giới thiệu cho ta mấy khách hộ u. Ta biết, cửa hàng trưởng đôi bên đơn giản đánh qua chào hỏi, Triệu Hải Luân liền mang theo kia một nửa chữa trị trái cây rời đi cửa hàng. Tiến triển rất không tệ, lại bán đi một viên. La Hạ tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Lúc đầu hắn làm tốt đánh một trận gian khổ chiến dịch chuẩn bị, kết quả nghĩ không ra vẻn vẹn tại ngày thứ hai liền thành giao một đơn. Đây chính là một cái rất không tệ bắt đầu. Sau đó chỉ cần lại bán đi bốn đơn, La Hạ liền có thể lại một lần nữa kết toán ban thưởng. Hy vọng Triệu Hải Luân cũng có thể mang đến cho ta mấy cái khách hàng đi. La Hạ có thể nói là tràn ngập mong đợi. Cùng Deadpool khác biệt, Triệu Hải Luân thỏa thỏa một cái thượng lưu xã hội tinh anh, cùng Tony Stark đều là bằng hữu, người kia mạch tự nhiên không thể so sánh nổi. La Hạ vẫn ôm rất lớn hy vọng. Cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng, cùng Triệu Tiến sĩ trò chuyện thế nào? Bày bên trong, Deadpool lại bắt đầu kêu gọi, Triệu Tiến sĩ người hoàn toàn chính xác hết sức xinh đẹp, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Triệu Tiến sĩ, ngươi cảm thấy cửa hàng trưởng người thế nào? Deadpool gia hỏa này. La Hạ vỗ tráng Ngươi đây là thật đem mình thay vào tiếng hồng nương nhân vật sao, thật nhìn đoán không ra Deadpool còn có loại này ác thú vị. La Hạ dứt khoát liền không để ý đến Deadpool, Triệu Hải Luân ngay tại bầy bên trong đâu, loại lời này muốn hắn trả lời thế nào? Quên, cửa hàng trưởng là một cái phi thường ưu tú người, nhưng ta đối cửa hàng trưởng chỉ là ra ngoài tôn trọng, cũng không có ý nghĩ khác, xin ngươi đừng hiểu lầm. Triệu Hải Luân ngược lại là giải thích một câu. Nhưng Deadpool căn bản không để ý tới, bắt đầu ở bầy bên trong bát quái lên Triệu Hải Luân kén vợ kén chồng xem thích gì dạng nam sinh vân vân. Hoàng Mỹ Kỳ danh viết là thay la hạ hỏi. Cái này khiến Triệu Hải Luân cuối cùng đều không thèm để ý Deadpool. Nhưng Deadpool vẫn như củ liếu lo không ngừng, không ai phản ứng hắn thế mà cũng có thể tự hỏi tự trả lời thức hai trò chuyện nửa giờ. La Hạ đột nhiên có chút hối hận kéo Deadpool như thế một cái nói nhiều tiếng bày Hiện tại chỉ mới có ba cái bầy viên, về sau nếu là bầy viên nhiều, Deadpool chẳng phải là trực tiếp sống lật trời rồi. Muốn hay không đem con hàng này cho cấm ngôn rồi la hạ thật nhịn không được có một loại xúc động như vậy được rồi thích thế nào đi la hạ cuối cùng rời khỏi group chat nhắm mắt làm ngơ lại một lần nữa trơn tru đăng nhập bên trên thuốc trừ sâu quốc tế phục dự định tiếp tục đến hai thanh tuy nói thể nghiệm cũng không phải là tốt như vậy nhưng dầu gì cũng có thế qua đã nghiền hắn là thật không nghĩ tới trong thế giới này thế mà cũng có thuốc trừ sâu trò chơi này lớn chim cánh cục trâu bò thời gian một ngày cứ như vậy kết thúc không hề nghi ngờ từ triệu hải luân về sau La Hạ rốt cuộc không có thể bán ra ngoài một viên ác ma trái cây. Loại này động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn Mỹ đao xa xỉ phẩm, cũng không phải là tốt như vậy bán, La Hạ đối với cái này cũng là phi thường nhìn thoáng được. Hắn không có đối với cái này canh cánh trong lòng, trân tru khóa cửa đóng cửa tiệm rời đi, không mang đi một án mây. Về phần trong tiệm kia giá trị mấy ngàn vạn ác ma trái cây có thể hay không bị người trộn đi cái gì. Đối với cái này La Hạ là một chút xíu đều không lo lắng, bởi vì tại hắn rời đi thời điểm, đã đem tất cả ác ma trái cây đều thu nhập hệ thống bên trong trong tiệm hiện tại đã rỗng tuyết. Tùy tiện tìm một chỗ ăn chút gì, La Hạ liền chận một chiếc taxi, đi vào bờ biển. Nhìn xem kia mênh mông vô bờ bích lam hải mặt, La Hạ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thế giới này nước biển bên trong, không có hải lâu thạch loại vật này đi. Không sai. La Hạ lần này chuyên môn đi vào bờ biển, chính là vì tự mình nghiệm chứng một chút vấn đề này. Hải lâu thạch trời thắt ác ma trái cây, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng mắc vô trong thế giới đến tục cùng có hay không hải lâu thạch loại vật này lại là không có ai biết liền hệ thống cũng không biết chỉ có thể la hạ tự mình nghiệm chứng mà thời điểm trước kia la hạ cũng không phải năng lực giả tự nhiên cũng là không có cách nào nghiệm chứng cái này khẽ kéo liền kéo cho tới bây giờ cởi xuống áo ngoài cùng giày về sau la hạ hít sâu một hơi liền bắt đầu từng bước một hướng về mặt biển đi đến lạnh buốt nước biển không có qua hai chân của hắn cho đến trước mắt la hạ không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào hắn bắt đầu tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một bước hai bước ba bước nước biển dần dần không có qua la hạ bắp chân đùi phần eo thân thể cuối cùng mãi cho đến la hạ cổ la hạ lúc này nhìn một chút cách đó không xa một chút tại bãi biển bơi lội chơi đùa người quyết định tiến hành sau cùng nếm thử dù sao nơi này nhiều người như vậy coi như hắn thật xảy ra chuyện cũng sẽ được cứu đi lên đây cũng là la hạ lựa chọn người này nhiều chi địa nguyên nhân uống thở sâu la hạ lập tức chui vào trong nước sau đó sự tình gì đều không có phát sinh trong thế giới này nước biển cũng không có hải lâu thạch ác ma trái cây lại cũng không có nhược điểm gì la hạ đối với cái này vẫn là thập phần hưng phấn như vậy tiếp xuống nên đi huấn luyện một chút mình trái cây năng lực la hạ làm ra quyết định như thế tới không có cách coi như hắn có hệ thống nhưng là trái cây cũng là cần từ từ khai phát cùng huấn luyện tuy nói hắn có thể thông qua hệ thống trực tiếp thêm điểm nhưng ai biết tiêu thụ nhiệm vụ lúc nào khả năng hoàn thành đâu ở trước đó la hạ cũng chỉ có thể tự mình tiến hành huấn luyện chẳng qua lập loài trái cây năng lực thực sự là quá mức huyển khốc, la hạ một phen cẩn thận tìm kiếm về sau cuối cùng đi đến một cái hoang tàn vắng vẻ trên núi hoang cái này địa phương cứt chim cũng không có không có khả năng có người đến a à. la hạ quan sát một chút hiện trường hoàn cảnh vẫn là vô cùng hài lòng sau đó liền không lại nói nhảm tại một chút trên hòn đá đánh lên từng cái xiên hào bắt đầu tiến hành huấn luyện suy 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 núi hoang bên trong bắt đầu không ngừng lóe ra hào quang chói sáng tới một khối lại một khối hòn đá, tại La Hạ đánh ra kim sắc quan tử xạ kích hạ bị bạo thành mảnh vụn cạn bã. Cứ việc chỉ là cực kỳ sơ cấp trái cây vận dụng, quy lực liền đã hết sức kinh người. Sao trong thế giới này thường quy đạn đều muốn lợi hại. Chỉ có thể nói ác ma trái cây loại vật này chính là bậc hắc. Chương 12, lập loài trái cây sơ hiển uy. Xuy suy suy Rầm rầm rầm. Núi hoang bên trong, bắt đầu vang lên loại này không dứt bên tai thanh âm đến, một khối lại một khối tảng đá bia ngắm tại La Hạ Quang Tử đạn hạ sụp đổ thành mảnh vụn cạn bã. Lực đạo vẫn được, chính là chính xác hơi có chút lệch. La Hạ nhịn không được khẽ lắc đầu, có chút tạm được mà thầm nghĩ. Lấy hắn hiện tại độ chính xác, khoảng cách hơi xa một chút sợ là liền tương đối khó lấy đánh trúng, hắn còn cần lâu dài huấn luyện mới được. Đồng chí còn cần cố gắng a. Chẳng qua La Hạ hiện tại mới vừa vặn thu hoạch được lập lòe trái cây năng lực, cũng là không cần gấp tại nhất thời. Đường cũng nên từng bước một đi ai cũng không thể ăn một miếng cái đại mập mạp. Suy suy suy. La Hạ cứ như vậy bắt đầu vùi đầu vào huấn luyện bên trong. Chờ hắn cảm giác được có chút mệt mỏi, tạm thời dừng lại nghỉ khẩu khí công phu mới phát hiện, nguyên lai mình đã liên tiếp không ngừng mà chuyển vận 2 giờ. Cũng liền nói tương đương với hắn có thể cầm một khẩu súng liên tục không ngừng xả kích 2 giờ. Liền khoa trương. Xem ra ác ma trái cây cũng tại bất tri bất giác thay đổi La Hạ thể chất. Đương nhiên cái này cùng hải tặc trong thế giới động một tí liền chiến đấu mấy ngày mấy đêm quái vật so sánh vẫn là trên lệch rất xa, nhưng đối với La Hạ tới nói, đã là một cái cự bay vọt mạnh. Không chỉ có như thế, cái này hai giờ huấn luyện cũng vẫn là rất có hiệu quả, La Hạ hiện tại chính xác đã so với ban đầu mạnh hơn. Đối với cái này La Hạ vẫn là hết sức hài lòng. Suy xét đến đêm hôm khuya khoắc không ngừng có quan mang lấp lóe, cho dù là tại trên núi hoang bí ẩn trong rừng cây cũng không phải là quá thỏa đáng. Cứ việc còn có tràn đầy tinh lực, La Hạ cũng vẫn là tạm ngừng lại. Xem ra sau này phải làm cái trong phòng sân huấn luyện. La Hạ Nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên loại chuyện này hiện tại suy xét còn có chút xa, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn sớm đến một hồi, tại lúc ba ngày tiến hành huấn luyện. Về phần sớm tan tầm một hồi cái gì, dù sao hắn là lão bản, đương nhiên là mình vui vẻ là được rồi đi. Trong lòng suy nghĩ những cái này lung tung ngổn ngang sự tình, La Hạ liền bắt đầu dọc theo đường cũ trở về, trong rã hơn nửa giờ mới từ trên núi đi xuống. Cũng may mắn hắn hiện tại thể chất đạt được cải thiện đổi lại trước kia, thật đúng là chịu không được loại này dày vò. Chẳng qua cho dù là dạng này, hiện tại cái này đoạn đường cũng vẫn là 10 phần vắng vẻ, căn bản đánh không đến xe. Đối với cái này La Hạ chỉ là hơi một suy nghĩ liền làm ra quyết định, chạy bộ. Hắn ngược lại muốn xem xem, mình bây giờ thể chất đến cùng như thế nào. Đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp. Yên tĩnh trên đường nhỏ, liền bắt đầu vang lên nhỏ không thể thấy rất nhỏ tiếng bước chân. Kết quả cái này vừa chạy, lại là 2 giờ. La Hạ cái này mới cảm giác được hơi có chút mệt mỏi. Không thể không nói, cái này thể chất thật có chút biến thái. Ta đi, vào xem lấy chạy, ta đây là đi vào địa phương nào rồi. Chạy thời điểm không có chú ý, dừng lại về sau La Hạ mới phát hiện, chung quanh thế hệ này nhìn 10 phần lạ lẫm, hắn trước kia thế mà chưa có tới. Mà lại chung quanh nhìn, còn 10 phần dơ giấy bẩn thiểu kém, tựa như thành hương kết hợp bộ đồng dạng. Đây là không cẩn thận chạy đến khu dân nghèo rồi. La Hạ nhịn không được âm thầm suy nghĩ loại địa phương này từ trước đến nay là phạm tội liên tiếp phát sinh khu la hạ liền lấy ra điện thoại di động đến dự định xem xét một chút địa đồ rời đi nơi này tiểu tử chính là ngươi đừng nhúc nhích đem ngươi trên thân cứ đáng giá toàn móc ra không phải một thương đánh chết ngươi nhưng ngay lúc này từ phía trước trong ngõ nhỏ lại là đột nhiên xông tới bốn cái không tốt thanh niên bọn hắn từng cái trong tay đều cầm thương cứ như vậy chỉ vào la hạ gào to không hổ là tự do mỹ bắn nhau mỗi một ngày la hạ ở trong lòng oán thầm không thôi nếu là lúc trước la hạ gặp được loại chiến trận này còn thật có chút hoảng nhưng bây giờ nha hẳn là hoảng chính là đối diện những tên kia mới đúng nghe ta một lời khuyên mấy ca về sau nếu như các người lại ăn cướp thời điểm gặp được loại kia giống như ta bình tĩnh người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn xoay người rời đi thật lòng la hạ giang tay ra xuất phát từ nội tâm mà đối với mấy cái này không tốt thanh niên nói dù sao đây chính là một cái siêu anh hùng đầy đất đi thế giới a tiểu tử này mẹ nó bị điên rồi. Nhưng mà đối diện mấy cái không tốt thanh niên lại là nhịn không được ở trong lòng cùng nhau thầm mắng, đều cảm thấy la hạ đầu óc có bệnh, đang nói cái gì mê sản. Ngươi mẹ nó ăn nói linh tinh cái gì đâu. Trân tru, lấy tiền ra. Một người cầm đầu mặt ô vuông áo sơ mi không tốt thanh niên, càng là ban lan lập tức khẩu súng lên nòng, có tin ta hay không một thương đánh đổ đầu của ngươi. Nói xong liền đem súng của mình hướng la hạ trên đầu tới chống đỡ. La hạ liền không lại nói nhảm, trực tiếp một chỉ hướng về ô vuông áo sơ mi chỉ đi suy một đạo ánh vàng lập tức hiện lên lập tức liền đem ô vuông áo sơ mi ngực cho bắn thủng đây là chuyện gì xảy ra ô vuông áo sơ mi nhìn lấy mình trên ngực bị bắn ra một cái lỗ máu con mắt trừng to lớn nói cái gì đều không thể tin được cứ như vậy mang theo đầy ngập không cam lòng ngã trên mặt đất còn lại ba cái kia không tốt thanh niên tất cả đều giận tiểu tử này cũng quá mẹ nó phách lối đi bị nhiều như vậy thương chỉ vào cũng dám như thế mãn Hiện tại mắt vô quần ma loạn vũ thời đại còn không có tiến đến, còn tính là một cái bình thường thế giới. Cho nên mấy cái này không tốt thanh niên cũng không có hướng những cái kia quái lực loạn thần đồ vật đi lên nghĩ, chẳng qua là cảm thấy la hạ trong tay tất giấu cái gì kỳ quái, có thể phát ra kim quang vũ khí. Chỉ thế thôi. Ngươi giết chết dắt. Tiểu tử ngươi đây là muốn chết. Giết hắn. Phẫn nộ rống trong tiếng kêu, mấy cái không tốt thanh niên nhao nhao đối la hạ bóp ở trong tay súng ống cò súng. Phanh phanh phanh. An tĩnh bầu trời đêm, vài tiếng chói tai súng vang lên âm thanh là chói tai như vậy. Tại gần như thế khoảng cách dưới, trừ phi là mù loà nếu không căn bản không có khả năng thất thủ, liên tiếp mấy phát đạn cứ như vậy tất cả đều bắn trúng La Hạ. Có thế khiến người nghẹn họng nhìn trân trối sự tình phát sinh, đã thấy La Hạ trúng đạn địa phương tất cả đều lóe ra một điểm kim quang, tiếp theo chôn vùi xuống dưới. Mà La Hạ bản nhân, lại là lông tóc không thương. Đây không có khả năng. Mấy cái không tốt thanh niên từng cái la thất thanh, giống như là nhìn thấy quỷ bọn hắn rõ ràng đánh trúng tiểu tử này nhiều như vậy thương hắn vì cái gì trên thân liền một chút xíu vết thương đều không có mới kiên quan kia lại là chuyện gì xảy ra nhưng la hạ lại là căn bản không cho bọn hắn cái gì cơ hội suy tính hắn giơ lên hai tay đến đối trước mắt ba cái không tốt thanh niên chính là một trận loạn xạ suy 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 mấy đạo ánh vàng chợt lóe lên mấy cái không tốt thanh niên thân thể toàn bộ đều bị bắn thủng vô lực ngã trên mặt đất mãi cho đến chết thời điểm bọn hắn cũng đều không rõ tiểu tử kia vì sao chính là đánh không chết. Còn có, trong tay hắn cầm đến cùng là vũ khí gì? Chỉ có điều rất đáng tiếc, đáp án này, bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ nghĩ rõ ràng. La Hạ thì là nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất kia mấy cổ thi thể, bước nhanh mở ra bước chân, nó thân ảnh cấp tốc dung nhập hắc ám bên trong. Chương 13, tử thị động tác kế tiếp. Trên tay lần thứ nhất nhiễm phải máu tươi, La Hạ tâm tình so với mình theo dự liệu muốn bình tĩnh được nhiều. Hắn cũng không có cảm thấy bối rối, thậm chí không có cảm giác được ấy nấy, dù sao mấy tên kia là mình muốn chết la hạ cũng là yên tâm thoải mái hắn thậm chí còn có tâm tư đi cân nhắc mình có hay không bại lộ tại camera dưới có không có để lại đầu mối gì có thể hay không bị cảnh sát thúc thúc tìm tới loại hình sự tình chẳng qua cũng may nơi khởi nguồn điểm là tương đối lạc hậu cùng hỗn loạn khu dân nghèo la hạ rời đi thời điểm cũng đặc biệt quan sát nơi khởi nguồn điểm chung quanh không có camera cái gì cái này cũng là chuyện đương nhiên Mấy cái kia không tốt thanh niên khẳng định là chuyên môn ở nơi đó ngồi chờ lấy ăn cướp, làm sao có thể có camera cái gì. Mà lại trở về thời điểm La Hạ cũng chuyên đi một chút hoang vắng tiểu đạo, đã tận khả năng thiếu lưu lại dấu vết gì. Về phần cái khác, thích thế nào địa, phó thác cho trời đi. Lắc lắc đầu, dứt bỏ trong ốc những cái kia tạp niệm, La Hạ đem trên người có mấy cái vết đạn quần áo đổi xuống dưới, ngon lành là tẩy cái tắm. Xong việc về sau, thoải mái mà nằm ở trên giường, bắt đầu chơi lên điện thoại di động tới cửa hàng trưởng. Có đây không, quên kêu gọi. Còn không có vừa mới đánh hai thanh, xã giao phần mềm bên trên đột nhiên lại toát ra Deadpool gửi tới tin tức. Chẳng qua lần này Deadpool không phải ở trong bầy phát, mà là nói chuyện riêng La Hạ. Xem ra hẳn là có đứng đắn gì sự tình, cũng không phải là bác quái mình cùng Triệu Hải luôn. La Hạ tự nhiên là có thể phân rõ nặng nhẹ, liền rời khỏi trò chơi, tiến hành hồi phục. Làm sao quên? Ta muốn hỏi một chút, nhà chúng ta ác ma trái cây, có hay không loại kia có thể để người bình thường có được sức chiến đấu. Tốt nhất là có thể đối phó một chút sát thủ. La Hạ liền không nhịn được cười. Quên thế mà hỏi có tăng lên hay không sức chiến đấu trái cây. Ác ma trái cây chính yếu nhất làm chính là chuyện này a. À. Đương nhiên là có quay, không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Ví dụ như hiện tại trong tiệm đến hàng liêm đao trái cây, có thể để người đánh ra liêm đao đồng dạng khí sóng, ví dụ như sóng âm trái cây, có thể từ trong miệng phát ra âm ba công kích, ví dụ như bụi gai trái cây, có thể ngưng kết ra bụi gai xem như vũ khí. La Hạ đơn giản đối quay giới thiệu một chút mấy cái tương ứng ác ma trái cây. Chẳng qua quên, ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, liền xem như ăn ác ma trái cây, nhưng là năng lực giả có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cùng năng lực giả bản thân tố chất thân thể là cùng một nhịp thở. Tất cả ác ma trái cây, tại vừa mới ăn thời điểm năng lực cũng sẽ không quá mạnh, cần không ngừng mà tiến hành khai phát cùng huấn luyện, khả năng chậm rãi trở nên cường đại. Nếu như ngươi muốn thông qua ăn ác ma trái cây mà trong vòng một đêm biến thành một cao thủ, cái này chỉ sợ là không thực tế. Ác ma trái cây chỉ là cho ngươi mở ra một đầu mạnh lên con đường, nhưng cụ thể có thế đi bao xa, liền nhìn năng lực giả bản thân ý chí. Hóa ra là dạng này nha. Deadpool rơi vào trầm tư. Hắn dự định mặt khác mua một viên ác ma trái cây, chính yếu nhất suy xét chính là muốn để Vanessa càng thêm an toàn một chút. Dù sao Deadpool làm là lính đánh thuê hoạt động, là có không ít cừu gia, trước kia cũng không phải là không có cừu gia tìm tới cửa, nhưng đều bị Deadpool cho diệt đi. Nhưng Vanessa cũng nhận không ít kinh hãi. Mà đối với cái này Deadpool lại không cách nào làm càng nhiều, trừ dọn nhà, khiêm tốn không bại lộ bên ngoài, không có biện pháp gì tốt lắm. Nhưng bây giờ, ác ma trái cây xuất hiện, lại làm cho hết thảy đều không giống, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cải tạo Vanessa. Chẳng qua cải tạo về cải tạo, Deadpool cũng không muốn thay đổi Vanessa sinh hoạt, càng thêm không nghĩ để Vanessa đi ăn những cái kia khổ công kích loại ác ma trái cây, liền có chút không thích hợp. Như vậy cửa hàng trưởng, nếu như là một chút tăng cường phòng ngự ác ma trái cây đâu? Deadpool nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa. Đương nhiên cũng là có. Những cái này ác ma trái cây không cần khắc khổ huấn luyện đi. Tất cả ác ma trái cây đều cần khai thác, không phải sẽ chỉ đạt được một cái sơ cấp năng lực. Chẳng qua phòng ngự loại ác ma trái cây, liền xem như một chút sơ cấp năng lực, nhưng ứng đối một chút đau thương loại hình công kích, cũng là đầy đủ. Deadpool liền trong lòng hiểu rõ liền phòng ngự loại ác ma trái cây. Ta biết cửa hàng trưởng, ta biết nên lựa chọn thế nào, qua mấy ngày, ta có thể sẽ lần nữa đi ngươi nơi đó mua một viên ác ma trái cây. Deadpool liền trong lòng hiểu rõ. Đúng vậy sao quay? Ta rất chờ mong một ngày này. La Hạ nhịn không được cười hồi phục. Deadpool gia hỏa này nhìn một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng nghĩ không ra thiết lập sự tình đến kỳ thật vô cùng vô cùng đáng tin cậy. Cho mình giới thiệu qua đến một cái khách hàng lớn không nói, hai ngày nữa thế mà còn dự định lại đến vào xem không sai không sai, ưu chất khách hộ. Chiết khấu. Đến lúc đó đừng quên ta chiết khấu. Đét quân trùng điệp cường điệu điểm này, sau đó rời khỏi xã giao phần mềm. Nên làm việc. Ngồi tại trên nóc nhà, phơi mặt trăng, đét quân thấp giọng thì thầm một câu, liền bắt đầu gọi ra một cái mã số. Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên một thanh âm đến, quên tiên sinh, ngươi thay đổi chủ ý rồi. Đúng vậy Wesley, ta thay đổi chủ ý, ta có thể giúp các người ra tay, nhưng 50 vạn giá cả thấp, đây chính là heo kiếp trên đại danh đỉnh đỉnh đa đê đim. Quên tiên sinh, giá cả cho tới bây giờ không là vấn đề, nhất là giống như ngươi truyền kỳ lính đánh thuê, lão bản của chúng ta càng thêm sẽ không keo kiệt tiền tài, ta muốn hỏi một chút, là cái gì để ngươi thay đổi chủ ý sao? Thật sự là đáng ghét, vì cái gì các người những cái này muốn giết người gia hỏa luôn luôn có nhiều như vậy vấn đề? Ta hiện tại thiếu tiền, rất thiếu tiền. Có thể đi. Quên tiên sinh, ngươi bây giờ có thời gian không, chúng ta tại gặp ở chỗ cũ cái mặt quyết định như vậy. Cúp điện thoại, Deadpool cứ như vậy từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân thể biến mất trong bóng đêm. Sau 2 giờ, hắn lấy một loại 10 phần phong tao bước chân xuất hiện tại heo kích trên một cái cao ốc bỏ hoang bên ngoài. Nhưng ở lối vào liền bị hai cái thủ vệ ngăn cản. Quên tiên sinh, ngươi không thể mang bất kỳ vũ khí nào. Đại viện bên trong, đã sớm chờ ở hiện trường Wesley xa xa đối Deadpool nói. Đúng là mỉa mai, hung thủ giết người lá gan thế mà nhỏ như vậy. Deadpool không khách khí chút nào mỉa mai ra tiếng đến, nhưng vẫn là đem tự mình cõng lấy hai thanh kiếm lấy xuống, giao cho thủ vệ. Lúc này mới bị bỏ vào. Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như ta muốn giết ngươi, căn bản không dùng đến kiếm a. Deadpool không khách khí chút nào tại Wesley trước mặt ngồi xuống. Ta cũng không hoài nghi điểm này, nếu như ngươi thật sự là uy tiên sinh. Wesley nâng đỡ mắt kính của mình, đưa ra một cái yêu cầu, hiện tại mời lấy xuống mặt nạ của ngươi. Thật có lỗi, chúng ta là đến ra mắt sao? Các người còn cần nhìn xem ta có đẹp trai hay không? ta chỉ là tại xác minh thân phận của ngươi, mời lý giải. Thống trị heo kích chen gia hỏa, cư nhiên như thế nhát như chuột. Nếu như ngươi không tin được ta, liền để. Xuyệt, chúng ta xưa nay không sách tên của hắn, mặt khác, quay tiên sinh, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục nói tiếp, như vậy mời lấy xuống mặt nạ của ngươi. Ok, ok, thật sự là phiền phức. Mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng ai bảo đây là cố chủ yêu cầu đâu. Deadpool cuối cùng vẫn là lấy xuống mặt nạ của mình. Một tấm rực rỡ hẳn lên mặt, cứ như vậy xuất hiện tại Wesley trước mặt. Chương 14, Giao dịch Quên tiên sinh, mặt của ngươi thế mà khôi phục sao? Wesley chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức lộ ra 10 phần bộ dáng giật mình tới. Tại hai tháng trước, Wesley đã từng liền tìm tới qua Deadpool, ngay lúc đó Deadpool vẫn là một tấm người tăng quỷ ghét mặt trăng mặt. Kết quả hai tháng sau, thế mà toàn bộ tốt. Cái này quá khó mà tin nổi. Wesley căn bản không dám tưởng tượng, một gương mặt hủy dung hủy thành cái dạng kia, thế mà cũng có thể chữa khỏi. Trước mắt y học thế mà liền loại chuyện này cũng có thể làm tới rồi sao? Đương nhiên, Wesley không có khả năng biết đến là Deadpool căn bản không phải tại hai tháng bên trong tốt mà là trong vòng một ngày ngắn ngủi. Ha ha, lại là bộ biểu tình này. Liền xem như nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ là ta vui vẻ nguồn suối. Ta liền biết ngươi sẽ để cho ta lấy xuống mặt nạ, ta liền đợi đến giờ khắc này đâu. Thế nào, giật mình a? À? Deadpool cứ như vậy nghiêng nghiêng dựa vào ghế, chân bắt chéo gõ lên cao, dùng tay chỉ Wesley một bộ nhìn thằng hề dáng vẻ. Wesley. Hắn phát thệ, nếu như hắn không phải một cái người có văn hóa, tuyệt đối sẽ một thương đem gia hỏa này cho băng. Quá mẹ nó tiện. Chúc mừng ngươi quên tiên sinh, như vậy, chúng ta bây giờ có thể nói một chút sinh ý. Wesley tiếp tục dùng mặt không biểu tình giọng điệu, đối Deadpool nói. Chờ một chút, ngươi liền không hiếu kỳ ta là làm sao làm được. Không hiếu kỳ ta ở nơi nào chữa khỏi mặt của ta. Ngươi không theo sáo lộ ra bài. Deadpool đánh gãy Wesley, bất mãn hết sức kêu lên. Hắn vốn đang dự định, thuận tiện lại thay cửa hàng trưởng chào hàng một đợt đâu, trước mắt gia hỏa này không tính là gì, nhưng nó phía sau thế nhưng là một cái đại lão. Thỏa thỏa kẻ có tiền. Quên tiên sinh, ta có thể nói thật không? Đây là không liên quan gì tới ta sự tình, ta cũng không quan tâm. Còn có, ta bản nhân phi thường nguyện ý trong âm thầm cùng quên tiên sinh nhiều trao đổi một chút tình cảm, nhưng bây giờ, chúng ta đang nói sinh ý. Wesley nghiêm trang nhắc nhở Deadpool. Ok, vậy liền nói chuyện làm ăn. Deadpool gian tay ra, dù sao cũng là kim chủ ba ba, vẫn là không nên đem người làm phát bực tốt. Một hơi giá, một trăm vạn Mỹ đao. buông nặng nề mà nói. quên tiên sinh, đây chính là một cái phi thường đắt đỏ báo giá. Nhưng ta nghĩ chúng ta đều biết, ta muốn cũng không cao, đúng không? Dadadin cho người lão bản tạo thành tổn thất, xa xa không chỉ số này. Ngươi nói đúng, cho nên Uy tiên sinh, chính như ta nói tới, giá cả cho tới bây giờ không là vấn đề, chỉ cần ngươi lấy ra Dadadin đầu. Một trăm vạn một phần không thiếu dân lên. Một trăm vạn, nghe hoàn toàn chính xác không ít, nhưng đối với kim tịnh dạng này người tới nói chính trâu mất sợi lông cũng không bằng. Wesley mình liền có thể làm chủ. Trừ cái đó ra, nếu như Wayne tiên sinh cần, chúng ta còn có thể đem Dadadin dẫn ra ngoài. Wesley lại tại một bên tiến hành đề nghị. Dadadin liền yêu xen vào việc của người khác, muốn làm được điểm này thực sự là rất dễ dàng. Xem ra ngươi thật nhiều muốn để Dadadin đi chết, hắn đắc tội người như ngươi thật sự là bất hạnh. Đét quân từ đáy lòng cảm thán, có điều, những cái này không lấy tiền a, à? Không lấy tiền, quên tiên sinh. Các ngươi phục vụ thật đúng là tốt, đã dạng này, ta đương nhiên không ngại tiết kiệm một bộ phận chi tiêu. Đét quân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Tình báo điều tra cái gì, kỳ thật cũng là một kiện rất hoa chuyện tiền bạc. Như vậy quên tiên sinh, ta đề nghị ngươi đêm nay ngay tại heo kitchen đặt chân, ta khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ liên hệ ngươi. Wesley rất có lòng tin mà đối với Đét quân nói bọn hắn cùng Daedim đánh qua không ít lần quan hệ, nói chính xác hơn là Daedim phá hư qua bọn hắn quá nhiều lần hành động. Bọn hắn đối Daedim hành vi quy luật hiểu rất rõ. Nói như thế nào đây? Có đôi khi hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi, tại một ít thời điểm nói hoàn toàn chính xác không sai. Không có vấn đề, lão bản của các ngươi dưới cờ hẳn là cũng có cấp cao khách sạn đi, cho nên ta dừng chân có thể cho ta thanh lý sao? Deadpool thật sự là một điểm không biết cái gì là da mặt. Simon. Wesley liền thuận miệng phân phó bên cạnh mình một cái thuộc hạ. Cái kia thuộc hạ hiểu ý, lập tức ra tới, đi vào Deadpool trước mặt, quên tiên sinh, đi theo ta. Cứ như vậy mang theo Deadpool, biến mất trong bóng đêm. Mà lúc này Wesley lại là lấy ra điện thoại di động đến, cái này đến cái khác dãy số phát đánh ra ngoài. Vốn là không thế nào bình tĩnh heo kitchen, chen, càng phát ra bắt đầu hỗn loạn cả lên. Cứu mạng, cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. Không, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền dám đoạt đồ đạc của chúng ta chán sống lệch ra đi giết bọn hắn heo kích trên nào đó con đường một tòa mái nhà phía trên một cái mang theo mặt nạ màu đen mặc quần áo bó da hỏa cứ như vậy ngồi sổn ở chỗ cao nhất nhưng là sắc mặt của hắn lại rất không bình tĩnh thậm chí nói có chút bực bội một đêm này phá lệ loạn lúc đầu tại hắn đại lực đã kích phía dưới heo kích chen đã trở nên tốt lên rất nhiều nguyên lai like những cái kia hung hăng ngang ngược phần tử phạm tội đều thu liễm không ít rất nhiều không dám ra đến lại làm ác. Nhưng ai có thể nghĩ một đêm lại trở lại trước giải phóng? Từng cái địa phương đều truyền đến tội ác thanh âm. Xem ra, trước kia cường độ còn chưa đủ. Da sắc mặt có một ít trầm thấp, càng lóe ra một ít hung ác. Sau đó hắn tựa như là một con linh hoạt hầu tử, nhanh chóng tại cao thấp nhấp nhô từng cái trên nóc nhà chạy vội. Nó thân ảnh, rất nhanh bao phủ trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đến cái khác tội phạm, cứ như vậy bị Da đánh ngã trên mặt đất. Chẳng qua đột nhiên, dạ ma thân thể cứ như vậy ngừng lại, còn mạnh hơn xoay người, nhìn về phía một chỗ. Hắn siêu cấp thính lực đã nghe được, có một tên đã cùng mình hai con đường. Cứ như vậy phát hiện ta rồi. Wow, người gia hỏa này thật đúng là để người kinh ngạc. Nương theo lấy thanh âm này, một người mặc đồng phục màu đỏ, lưng đeo song kiếm nam tử, từ một bên trên đầu tường nhảy xuống tới. Chính là Deadpool. Deadpool thật sự chính là cảm giác được giật mình hắn tự cho là mình theo dõi phải đã mười phần ẩn nấp, nghĩ không ra hoàn toàn không thể giấu giếm được đối phương tai mắt. Không, không phải tai mắt, đét buông thế nhưng là thấy rất rõ ràng, tên kia là bịt mắt. Là không có ngục. Một cái bịt mắt người thế mà như thế lưu loát, như thế nhạy cảm, đét thật đúng là hiếu kỳ, đây là làm sao làm được. Ngươi không phải heo kiếp chen người, ngươi là ai? Da trầm giọng nhìn qua đét buông thấp giọng quát hỏi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là một cái nghiệp vụ tinh xảo chưa từng thất thủ lính đánh thuê, Ngươi có thể gọi ta Deadpool, không sai, ta chính là đến giết ngươi. Deadpool liền cùng lãm nhãm việc nhà đồng dạng, dựa vào tường ôm lấy cánh tay, còn có ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì bịt mắt, chẳng lẽ ngươi là mù lòa hay sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi không giống A. Là ai gọi ngươi tới giết ta, Cao Phu Nhân? Vẫn là Wilson phê giết. Daedin không để ý đến Deadpool, chỉ là trầm giọng hướng về đối phương hỏi. Chương 15, Daedin cái chết. Ngươi nhìn dạng này thế nào? Ngươi nói cho ta con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra, ta liền nói cho ngươi biết cố chủ là ai, thế nào? Deadpool một bộ chân tâm thật ý khẩu khí cùng đối phương đánh lấy thương lượng, nhưng nếu như ai muốn coi là thật, vậy liền thật là đồ đần. Daedin rất hiển nhiên không phải người ngu. Daedin cũng lười cùng Deadpool nói thêm cái gì nói nhảm. Đối với dạng này một cái miệng lưỡi dẻo quẹo, nghe xong liền không đáng tin cậy gia hỏa, vô luận đối phương nói ra cái gì đến, Daedin đều không thể tin được. Mặc dù hắn có thể nghe được tim đập của người khác, tiến tới phán đoán đối phương nói không có nói láo, nhưng đây chỉ là nhằm vào người bình thường. Đối với nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hoặc là trời sinh da mặt dày đến có thể con mắt đều không nháy mắt một chút liền xả đạm người, một chiêu này là hoàn toàn không có tác dụng. Mà trước mắt gia hỏa này, lại hai loại tình huống đều bao hàm. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi cái gì đều nói. Da đe 10 phần lãnh khốc địa đạo, sau đó liền trực tiếp hướng về Deadpool vọt tới, một cái phi cước đối Deadpool liền đạp tới. Thật sự là lãnh khốc, ta thế nhưng là đang cùng ngươi giao lưu tình cảm. Deadpool nhả rảnh một câu, chân phải ở trên tường một điểm, người liền bắn ra ngoài. Ken. Kim loại tranh minh thanh âm vang lên, Deadpool phía sau hai thanh kiếm nháy mắt rút ra, bị hắn cầm trong tay, vù vù vung vẩy ra hai đạo kiếm hoa tới. Để chúng ta bắt đầu khiêu vũ đi. Ta nói tới khiêu vũ có ý tứ là. Lẫn nhau giết đối phương. Deadpool bắt đầu cầm kiếm hướng về Daredevil giết tới. Daredevil cũng tương tự hướng về Deadpool lao đến. Đôi bên ngươi tới ta đi đấu lại với nhau. Chẳng qua rất nhanh, Daedin liền bị Deadpool chế trụ. Daedin mặc dù công phu quyền cướp phi thường lợi hại, nhưng tại Deadpool trước mặt vẫn là kém không ít. Dù sao, Deadpool là có thể kiếm bổ đạn người. Daedin như thế nào ngăn cản? Lại thêm lúc này kỳ hắn còn không có chế tạo ra mình chế phục cùng vũ khí, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng hộ, tay không tất sắc cùng Deadpool đánh, càng thêm không chiếm ưu thế. Suy Rất nhanh, Deadpool liền một kiếm tương giả ma hiệp cho đánh bay, một đạo thật dài vết thương xuất hiện tại Daedin trên thân đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. sau đó suy 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 loại này huyết nhục bị phá ra thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. da Đinh trên thân ngổn ngang lộn xộn không biết bị destun bổ bao nhiêu kiếm. lúc này da Đinh đã bởi vì toàn thân trên dưới cơ bắp xé rách cùng mất máu quá nhiều, liền bước chân đều lão đảo. nhưng da Đinh tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường, mỗi một lần bị đánh ngã trên mặt đất đều sẽ cắn răng một lần nữa đứng lên. thật là một cái ngoan cường gia hỏa, ta thích vô cùng ngoan cường gia hỏa ba năm trước đây trong nhà của ta nuôi một con chó, đừng hiểu lầm, ta đây không phải ám chỉ ngươi, mà là trong nhà của ta thật nuôi một con chó, mỗi khi ta ăn hamburger hoặc là hốt đột thời điểm, nó đều sẽ cùng ta đoạt. Mặc dù ta mỗi lần đều dùng sức đánh nó, nhưng nó luôn đến chết không đổi, phi thường ương ngạnh, ta không thể làm gì khác hơn là giết nó. Ta rất thích nó, nhưng ta cuối cùng giết nó. Tiểu nhị, ta cũng thích ngươi, nhưng ta đồng dạng muốn giết ngươi. Deadpool liếu lo không ngừng nói một lớn đẩy râu ria nói nhảm, sau đó một cái xinh đẹp bốc lên hướng về dạ ma lao đến hai thanh trường kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra suy da đã kích động tác bỗng nhiên đình trệ ở bởi vì deadpool một kiếm đã mở ra da cổ phù phù da cứ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất trấn áp phải toàn bộ heo kích trên ác ôm nhóm đều không kịp thở da cứ như vậy đi đến cuộc đời của hắn thật là khiến người thổn thức deadpool lúc này đi tới một tay lấy da trên đầu che đầu đem hái xuống nhìn một chút ánh mắt của đối phương. Khi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tại à, đặc biệt, thế mà thật là một cái mù lòa. Deadpool nói thầm lên tiếng, một cái mù lòa thế mà lợi hại như vậy, thật sự là không có thiên lý. Danh bất hư truyền, quên tiên sinh. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Tràn ngập tán thưởng thanh âm vang lên, Wesley dẫn một đám người từ trong bóng tối đi ra. Wesley trên mặt, không che giấu được vẻ hân phấn, lão bản họa lớn trong lòng đa đe cuối cùng là chết. Không dễ dàng a. À. Quên thay lão bản diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Nếu như ngươi thật muốn định nọc ta, ta cảm thấy còn không bằng cho ta điểm thực tế chỗ tốt, ví dụ như, tiền thuê lại cho ta thêm 10 vạn Mỹ đao. vu nghiêm trang nhìn qua Wesley nói. Quên tiên sinh, ta có tốt hơn đề nghị, không bằng ngươi đi theo lão bản của ta làm việc thế nào. Wesley tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba ba vang, lão bản của ta coi trọng nhất người tài, đừng bảo là chỉ là 10 vạn Mỹ đao, lại nhiều cũng không thành vấn đề. Được rồi, nếu như ngày nào có người thuê ta giết ngươi lão bản, Vậy ta giết hay là không giết Deadpool rất chân thành nói Wesley biết Deadpool tính tình Cũng cũng không thèm để ý Chỉ là đối lấy thủ hạ của mình vẫy vẫy tay Đối phương lập tức cầm một cái vali sách tay tới Ngay trước Deadpool mặt mở ra Bên trong rõ ràng là tràn đầy một cái rương tiền Sơ bộ tính ra một chút Hẳn là một trăm vạn Quay tiên sinh, đây là ngươi một trăm vạn Một phần không thiếu Wesley đối Deadpool vẫy vẫy tay 3. Deadpool một cái khóa lại cái rương Sách trong tay trên mặt lộ ra một vòng vui mừng đến, quá tốt, lại có thể mua một viên ác ma trái cây. Nói xong câu đó, Deadpool lại bắt đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Wesley, thấy Wesley đều có chút sợ hãi trong lòng. Quên tiên sinh, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Wesley hoa cúc có chút siết chặt, con hàng này sẽ không là tại thèm lão tử thân thể a. À? Ngươi làm sao không hỏi ta cái gì là ác ma trái cây? Ngươi liền không hiếu kỳ. Ta nói ngươi cái tên này làm sao luôn không theo sáo lộ ra bài. Deadpool đối Wesley chính là dừng lại phun Tốt a, à, như vậy quên tiên sinh, cái gì là ác ma trái cây? Wesley tâm tình không tệ, cũng không có cùng Deadpool so đo, còn phối hợp đối phương một cái. Tại à, đặc biệt, ta cái này chào hàng phải cũng quá cứng nhắc đi. Cửa hàng trưởng, nhìn ta vì ngươi hy sinh bao lớn. Deadpool nói thầm hai câu, mới bắt đầu đối Wesley nói nói, ác ma trái cây là một loại ẩn chứa năng lực thần kỳ trái cây, tựa như ma pháp thần kỳ, ta gương mặt này chính là ác ma trái cây trị tốt. Thật sự là thần kỳ đồ vật. Wesley qua loa đáp, Hắn mới không tin loại chuyện hoang đường này. Cái gì ăn một viên trái cây hủy dung mặt liền tốt, ngươi cho rằng ngươi tại viết tiểu thuyết. Không sai, phi thường thần kỳ, nếu như ngươi lão bản ăn ác ma trái cây, chính hắn liền có thể giết chết Dadedin, căn bản cũng không cần mời ta. Tóm lại, trở về nói cho ngươi lão bản, có ác ma trái cây như thế một cái thần kỳ đồ vật, nếu không thì tổn thất của các ngươi. Deadpool nói xong câu nói này, liền không có lại để ý tới Wesley, mang theo vali xách tay, biến mất trong bóng đêm. Wesley thì là đi đến Daedim thi thể trước mặt, nhìn một chút mặt của đối phương. Lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ, là hắn. Nghĩ không ra thế mà là cái kia người mù luật sư. Mark đốt Vô luận là Wesley vẫn là Kim Tịnh Kỳ thật đều cùng Mark đốt đã từng quen biết, chỉ là không nghĩ tới, cái này bọn hắn bình thường căn bản sẽ không để ở trong lòng người, thế mà lại là để bọn hắn nhức đầu không thôi Daedim. Về phần Deadpool nói tới ác ma trái cây cái gì, Wesley đã sớm ném ra sau đầu. Loại kia chuyện ma quỷ Tiểu hài tử đều lừa gạt không được, càng không cần nhắc tới là Wesley. Chương 16, Thủ nhất nữ tính hoa ngên trái cây. Sáng sớm. Ác ma trái cây trong tiệm. Trăng rắc. Trăng rắc. Cửa chớp thanh âm không ngừng vang lên, lại là La Hạ ngay tại cầm một cái máy ảnh, tỉ mỉ đối những cái kia ác ma trái cây tiến hành chụp ảnh. Chủ yếu là hắn cảm thấy trước kia theo thứ tự hướng khách nhân giới thiệu ác ma trái cây có chút quá mức phiền phức, vô luận là đối với hắn hoặc là khách nhân đến nói đều là như thế. Cho nên La Hạ dự định chế tạo ra một cái ác ma trái cây đồ dám đến, đem ác ma trái cây ảnh chụp để lên, mỗi loại dưới tấm ảnh mặt lại để lên đơn giản giới thiệu. Kể từ đó chẳng phải liếc qua thấy ngay rồi. Dạng này khách hàng muốn hiểu rõ cái kia một viên trái cây, La Hạ liền có thể tính nhắm vào đối với đối phương tiến hành giới thiệu, mà không cần tốn sức lót bốt mang không mục đích một trận loạn giới thiệu. Mà ở kiếp trước, La Hạ tại đại học học chính là thiết kế loại chuyên nghiệp, cho nên chụp ảnh, thiết kế cái gì những cái này hắn đều có thể tự mình đến, mà không cần chuyên môn tìm người ngược lại là bớt việc. Cửa hàng trưởng, ngươi tại bận rộn cái gì? Đang bận rộn, Deadpool liền xuất hiện. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái mang theo một điểm giả tính, nhưng lại mười phần gợi cảm nữ tử. La Hạ là nhìn qua Deadpool phim, liền càng không cần nhắc tới Deadpool xả giao tài khoản bên trên còn có không ít nữ tử này ảnh chụp. Cho nên La Hạ biết, nữ nhân kia chính là Deadpool thê tử Vanessa. Là Wayne A. La Hạ cầm trong tay ác ma trái cây thả trở về, thuận miệng đối với đối phương giải thích, ta dự định làm một bản đồ giám, thuận tiện về sau mọi người tốt hơn hiểu rõ ác ma trái cây. Quyết định vô cùng sáng suốt. Cửa hàng trưởng ngươi sớm nên như thế làm. Đét quân nhẹ gật đầu, sau đó liền đối la hạ giới thiệu nữ nhân bên cạnh, cửa hàng trưởng, đây chính là ta đã nói với ngươi, thê tử của ta Vanessa. Vanessa nữ sĩ, hoan nghênh đi vào tiểu điếm, quên tiên sinh cho tiểu điếm cung cấp rất lớn ủng hộ và trợ giúp, ta vẫn là vô cùng cảm kích. La hạ nhẹ gật đầu, Lễ phép đối Vanessa lên tiếng chào hỏi. "Không không không cửa hàng trưởng, là chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng." Vanessa vội vàng khoát tay, xuất phát từ nội tâm nói, nếu như không phải cửa hàng trưởng, quên vĩnh viễn cũng không thể tự tin đi dưới ánh mặt trời, là cửa hàng trưởng ngươi cho hắn tân sinh. "Tốt, thương nghiệp lẫn nhau thổi liền đến nơi này đi." La Hạ liền cười cười, mọi người có thể gặp nhau đều là duyên phận. Nói La Hạ liền đem ánh mắt nhìn về phía Deadpool, "Cho nên Wayne, ngươi đây là dự định lại mua một viên ác ma trái cây?" đương nhiên, thần kỳ như vậy đồ vật, đương nhiên cũng phải để Vanessa cũng thể nghiệm một chút. Đét quân trọng trọng gật đầu, tiện tay đem trong tay cái rương đen thả trên mặt đất. Ta cũng phi thường chờ mong mở mang kiến thức một chút ác ma trái cây thần kỳ. Vanessa đồng dạng con mắt sáng lên nói, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Như vậy Vanessa nữ sĩ. Cửa hàng trưởng cùng quen đồng dạng, gọi ta Vanessa liền có thể. Vanessa đánh gãy la hạ cười nói. Cốt A Vanessa, Quên hỏi qua ta một chút phòng ngự loại ác ma trái cây vấn đề, nghĩ đến hẳn là thay ngươi hỏi đúng không, ngươi là cần một chút phòng ngự loại trái cây sao? La Hạ cũng không cùng Vanessa khách khí. Kỳ thật, ta muốn cùng quên đồng dạng, có được dạng này hoàng mỹ không một tì vết làn da, chẳng qua quên nói mỗi một loại trái cây chỉ có một viên, như vậy cửa hàng trưởng, còn có cái khác trái cây có thể làm được điểm này sao? Vanessa lại là đuổi theo La Hạ hỏi như thế nói. Quả nhiên, thích chân diện là mỗi người thiên tính. Rất xin lỗi Vanessa, hiện tại lên khung trái cây bên trong không có mỹ nhan loại trái cây. La Hạ lắc đầu, mà lại ác ma trái cây bản chất, là tăng lên nhân thể tiềm năng, để người trở nên càng thêm cường đại, để làn da trở nên tốt hơn chỉ là bổ sung hiệu quả. Chuyên môn dùng để mỹ dung trái cây, nhưng thật ra là không tồn tại. Liền xem như nữ đế ăn ngọt ngào trái cây, nó bản chất cũng không phải là để nữ đế biến thành vư vật, mà là để nữ đế có được có thể mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Để nữ đế biến đẹp, chỉ là bổ sung hiệu quả, bởi vì đẹp chính là nữ đế vũ khí. Dạng này a. À. Vanessa liền lộ ra một mặt thất vọng bộ dáng tới. Nó bên người uy, lại là nhìn không được nhếch miệng cười. Vanessa đã không có mỹ nhan loại trái cây, vậy liền dựa theo chúng ta đã nói xong, mua một viên phòng ngự loại trái cây đi, ngươi nhìn, đây chính là thiên ý, đúng không? Deadpool mang theo một mặt đắc ý đối Vanessa nói. Tùy tiện đi. Vanessa đối với cái này liền không quan tâm. Trong mắt của nàng, trái cây kỳ thật chỉ có hai loại, mỹ nhan trái cây cùng cái khác không có mỹ nhan trái cây, cái khác trái cây đều một cái dạng. Cửa hàng trưởng, vậy liền phòng ngự trái cây đi, người cảm thấy loại kia trái cây tương đối tốt, đề cử hai cái. Deadpool liền không kịp chờ đợi đối La Hạ nói. Một bộ sợ Vanessa lại lật lọng dáng vẻ. Nếu như là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ta chỗ này mảnh liệt đề cử sáu trang trái cây cùng kẹo đường trái cây hai loại trái cây. Nhất là sáu trang trái cây, ta tin tưởng đây tuyệt đối là thủ nhất nữ tính hoa nên trái cây một trong. La Hạ liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đối Deadpool đề nghị kỳ thật cũng không phải không nghĩ, đêm qua Deadpool hỏi thăm hắn tương quan vấn đề thời điểm, La Hạ liền đoán được Deadpool là muốn cho ai mua. Hắn đã sớm suy nghĩ tốt. Sáu trang trái cây. Đây là cái gì trái cây? Vốn đang không thế nào cảm thấy hứng thú Vanessa, lúc này cuối cùng biểu hiện ra một chút hứng thú đến, sáu trang là có ý gì, quần áo sáu trang sao? Đúng vậy Vanessa, sáu trang trái cây có thể chế tạo ra trọn vẹn quần áo, cho nên, gọi là quần áo trái cây cũng là có thể. La Hạ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, ăn cái này một viên trái cây, ta mỗi ngày đều có thể mặc quần áo mới rồi. Vanessa kia là một mặt hưng phấn, một mặt ước mơ. Vanessa, ngươi đoán được không sai, nếu như ngươi đối trái cây sử dụng rất thuần thục lời nói, tự nhiên là có thể chế tạo ra trong tưởng tượng của ngươi bất luận cái gì quần áo. Thật đúng là là cái dạng này. Đây thật là quá tuyệt. Vanessa hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, cái này tốt cái này tốt, cửa hàng trưởng, ta liền phải cái này. Cửa hàng trưởng, sáu trang trái cây chế tạo ra quần áo là có thể chống đạn, đúng không? Deadpool ở một bên xác nhận tính mà hỏi thăm. đương nhiên quên, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta nói qua ác ma trái cây bản chất là tăng lên người thực lực, sáu trang trái cây bản chất chính là tăng cường người phòng hộ, chế tạo khôi giáp sáu trang vẫn là quần áo sáu trang, chỉ là người lựa chọn. cho nên coi như nuốt vào cái này trái cây ban đầu năng lực hình thái cũng là có thể chống đạn. thế mà còn có thể chống đạn. trời ạ, à, quá thần kỳ. quên ngươi nói không sai, nơi này trái cây quả thực là thượng đế tạo vật. Vanessa có chút hay, trái cây này nàng thật sự là hài lòng phải không thể lại hài lòng. Lại có thể mỗi ngày thay quần áo, lại có thể chống đạn, đi đâu mà tìm dạng này hoàng mỹ thần tiên trái cây. Deadpool đối với cái này cũng là phi thường hài lòng, cái này chẳng phải tương đương với mỗi ngày đều mặc lấy áo chống đạn rồi. Hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Trái cây này hai vợ chồng đều là phi thường hài lòng. Chương 17, đạn đạo đều không đánh tan được bánh bích quy. Vanessa, trước đừng kích động, nếu như ngươi là bởi vì mỗi ngày đều mặc xinh đẹp quần áo mới mà mua xuống viên này trái cây, như vậy ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chắc hẳn Wayne cũng đã nói với ngươi, bất kỳ cái gì trái cây vừa mới nuốt vào đều chỉ có thể thu được một cái sơ cấp năng lực, mà loại kia sơ cấp năng lực là không đủ để chế tạo ra tinh tế sáo trang. Chỉ có thể chế tạo ra phi thường thô ráp sáo trang. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ đạt tới mỗi ngày mặc quần áo mới phục mục đích, khả năng phải cần một khoảng thời gian huấn luyện về sau khả năng đạt tới. Tại Vanessa hưng phấn trước mắt, La Hạ lại là không thể không cho đối phương tạc một chậu nước lạnh. Mặc dù này sẽ giảm xuống người mua mua nhiệt tình, nhưng là một chịu trách nhiệm chủ cửa hàng, La Hạ cảm thấy không thể chỉ giới thiệu địa phương tốt, một chút không phải như vậy hoàng mỹ địa phương cũng cần thiết nói cho người tiêu dùng. Làm ăn nha, lấy tính làm gốc. Cửa hàng trưởng, cần huấn luyện bao lâu? Vanessa lập tức trực câu câu nhìn chầm chầm La Hạ hỏi. Khó mà nói, khả năng một hai tháng, cũng có thể là một hai năm, mỗi người tình huống đều là khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. La Hạ ăn ngay nói thật, loại chuyện này liền xem như hắn cũng là không cách nào cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Một hai năm, ta nghĩ ta có thể chờ. Vanessa nhiệt tình nhưng không có bị chôn vùi bao nhiêu. So với có thể mỗi ngày đều mặc quần áo mới to lớn dụ hoặc huấn luyện cái một hai năm đáng là gì? Giá trị, thân ái, ngươi vui vẻ là được rồi. Deadpool ở một bên rất là thờ ơ nói dù sao chỉ cần quần áo có thể chống đạn là được, đẹp mắt không cái gì đẹp mắt, tại Deadpool xem ra đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Quay, vậy chúng ta liền mua xuống cái này sáu trang trái cây thế nào? Vanessa mười phần tâm động mà đối với Deadpool nói. Trước không nên gấp gáp Vanessa, nghe ta giới thiệu cho ngươi xong mới quyết định không muộn, dù sao hiện tại trong tiệm chỉ có các người, không có người nào cùng các ngươi cướp. La Hạ đối Vanessa cười nói, sau đó tiếp tục vì đối phương giới thiệu sáu trang trái cây sáu trang trái cây kỳ thật vẫn là có nó tiên thiên tính hạn chế lợi dụng sáu trang trái cây chế tạo ra quần áo chỉ có năng lực giả bản nhân khả năng xuyên một khi bị năng lực giả cởi liền sẽ cấp tốc phong hóa biến mất mặt khác sáu trang trái cây chế tạo ra sáu trang có phi thường cao nhận tính và cường độ có thể tùy tiện bảo vệ tốt đạn đao cụ chờ công kích nhưng chế tạo ra sáu trang độ cứng là còn thiếu rất nhiều trên thực tế sáu trang có thể phi thường thoải mái dễ chịu mặt lên người cái này nói rõ sáu trang là rất mềm cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này sáu trang trên cơ bản khai phát không ra cái gì tính công kích kỹ năng. La Hạ lại sẽ sáu trang trái cây một chút thiếu hụt đối Deadpool cùng Vanessa hai vợ chồng minh xác nói ra. Nhưng cái này tại hai người trong mắt, lại căn bản cũng không phải là cái gì khuyết điểm. Sáu trang không cách nào cho người khác xuyên, cái này cũng không có gì, bọn hắn lúc đầu cũng không có ý định thông qua bán đặc chủng áo chống đạn đến kiếm tiền. Về phần khai phát không ra tính công kích kỹ năng điểm này, vậy thì càng thêm không thành vấn đề. Deadpool bản ý chính là tăng cường Vanessa phòng ngự, mà không phải để Vanessa biến thành một cái có thể vật lộn sát thủ cao thủ. Cửa hàng trưởng, đây đối với Vanessa đến nói đã đầy đủ. Trên thực tế, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn mỗi lúc trời tối để Vanessa cho ta đến cái biến trang tú, thân yêu ngươi cảm thấy thế nào. Deadpool gia hỏa này, nói liền bẹp một hơi thân tại Vanessa trên mặt, liền cùng đang ở nhà mình tùy tiện. Quên, cửa hàng trưởng còn ở đây. Vanessa da mặt liền không có như vậy dày, có chút ngượng ngùng đẩy ra Deadpool. Không sao, ta nghĩ cửa hàng trưởng sẽ không để ý, đúng không cửa hàng trưởng? đất quân một mặt thật thà bộ dáng nhìn qua la hạ cười một tiếng. Quên, đi ra ngoài mời xoay trái, không tiễn. Ok, ok, chúng ta nói tiếp ác ma trái cây, cửa hàng trưởng, không phải còn có một viên kẹo đường trái cây sao, lại giới thiệu cho chúng ta một chút kẹo đường trái cây đi. Deadpool quả quyết đầu hàng, lập tức dời đi chủ đề. Kẹo đường trái cây, tên như ý nghĩa, chính là có thể chế tạo ra kẹo đường trái cây. Năng lực giả có thể chế tạo ra một cái to lớn kẹo đường đem mình bao bọc ở bên trong, từ đó đạt tới phòng ngự mục đích. La Hạ liền đơn giản vì hai người giới thiệu kẹo đường trái cây đến. Kỳ thực hiện tại Vanessa cùng Deadpool hai người rõ ràng là đối sáo trang trái cây càng cảm thấy hứng thú, trên cơ bản đã quyết định mua sáo trang trái cây. Nhưng nghe đến chế tạo ra kẹo đường lại có thể dùng để phòng ngự, vẫn là hết sức kinh ngạc. Dù sao kẹo đường loại đồ vật này tại mọi người đã từng nhận biết bên trong, là phi thường mềm phi thường mềm, tựa như là bông đồng dạng loại vật này cùng phòng ngự hai chữ là vô luận như thế nào đều kéo không đến cùng nhau đi a à? cửa hàng trưởng kẹo đường làm sao dùng đến phòng ngự chẳng lẽ kẹo đường cũng có thể chống đạn vanessa hết sức tò mò mà hỏi thăm đương nhiên có thể la hạ không được xía vào gật gật đầu đối hai người cười nói tại ác ma trái cây thế giới bên trong mời dứt bỏ các người sẵn có nhận biết bất kỳ cái gì các người đã biết đồ vật cũng sẽ ở nơi này được trao cho mới định nghĩa tựa như là bánh bích quy trái cây đồng dạng các người cảm thấy bánh bích quy độ cứng thế nào? Nếu như ta cho ngươi biết, có người chế tạo ra bánh bích quy, liền đạn đạo đều anh không phá, các người sẽ nghĩ như thế nào? La Hạ ở đây nói đương nhiên chính là điểm tâm ngọc tam tướng tinh một trong Traker. Traker bánh bích quy binh sĩ cường độ cao phi thường không hợp thói thường, liền Luffy đều phải mở bốn cản khả năng đánh nát. Liền Khoa Trương T Vanessa cùng Deadpool hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh tới. Dùng đạn đạo đều anh không phá bánh bích quy, cái này mẹ nó vẫn là bánh mít quy sao thông qua kẹo đường trái cây chế tạo ra kẹo đường tự nhiên không phải bình thường kẹo đường trên thực tế nó tính bền dẻo cũng không so sáo trang trái cây chế tạo ra sáo trang muốn thấp lại cân nhắc đến kẹo đường kết cấu kẹo đường trái cây phòng ngự hiệu quả là nhưng thật ra là muốn trội hơn sáo trang trái cây mà lại kẹo đường trái cây không chỉ có thể dùng đến bản thân phòng ngự đồng dạng có thể dùng đến giam cầm địch nhân thậm chí còn có thể khai phát ra kẹo đường mây mang người không trung trượt nói tóm lại đây cũng là một viên rất không tệ trái cây Vanessa cùng Deadpool hai người đều là nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ không ra một cái vô cùng đơn giản kẹo đường, thế mà có thế có nhiều như thế ứng dụng. Có thể dùng đến bản thân phòng ngự, cũng có thể dùng để đối phó địch nhân, thậm chí có thể tiến hành chiến lược chuyển di. Chỉ từ công năng bên trên mà nói, kẹo đường trái cây hoàn toàn chính xác muốn so sáo trang trái cây mạnh không ít. Chỉ chẳng qua đối với Vanessa mà nói, nàng vẫn là lựa chọn sáo trang trái cây. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử mà nói, cũng không phải chiến sĩ, Muốn nhiều như vậy loè loẹt đồ vật làm gì? Đương nhiên là đẹp trọng yếu nhất. Rất không tệ trái cây, đồng dạng 10 phần thần kỳ, nhưng là cửa hàng trưởng, ta vẫn là lựa chọn 6 trang trái cây. Quên, mua cho ta 6 trang trái cây đi. Vanessa gần như không có chút gì do dự, đối Deadpool nói. Chương 18, tử thị sụp đổ, trái cây ăn một miếng liền đủ rồi. Nếu như là để Deadpool đến chọn, hắn xác định vững chắc sẽ chọn tỷ suất chi phí, hiệu quả cao hơn, tiềm lực càng lớn kẹo đường trái cây nhưng bây giờ ai kêu không phải Deadpool mua, mà là cho Vanessa mua đâu. Mà lại nữ nhân mua đồ, loại chuyện này mọi người hiểu được đều hiểu. Ngươi vĩnh viễn không thể trông cậy vào các nàng giống như là nam nhân đồng dạng lý tính đi suy nghĩ cùng cân nhắc. Deadpool còn có thể làm sao? Cửa hàng trưởng, vậy liền sáu trang trái cây đi. Deadpool cũng không có làm sao do dự, làm ra quyết định đến, còn có cửa hàng trưởng, cái này sáu trang trái cây cũng là 50 vạn Mỹ đao sao. Đúng vậy Wayne, tiểu điếm thời gian giảm giá còn không có qua, cho nên, giống như trước đây, vẫn là cần 35 vạn Mỹ đao liền có thể. La Hạ nhẹ gật đầu. Vẫn là chiết khấu 70% sao? Cửa hàng trưởng, ta giới thiệu cho ngươi khách hộ, lại đem ta lão bà mang đến, ngươi không còn đánh cho ta đánh gãy. Deadpool bắt đầu dết lên giá cả tới. Quên, chiết khấu 70% chiếc khấu đã rất thấp u, La Hạ lại là lắc đầu. Mà lại giá cả cũng đều là hệ thống định đoạt, cũng không phải La Hạ có thế tùy tiện có thể sửa đổi. Chẳng qua quên, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, ngươi cùng Vanessa, ta sẽ cho các người mở ra tư cách hội viên. Nhưng La Hạ ngay sau đó lại đối Deadpool nói. Cửa hàng trưởng, hội viên đều có cái gì quyền hạn? Deadpool hai mắt nhìn chầm chầm La Hạ mở miệng hỏi. Hội viên đặc quyền có rất nhiều, ví dụ như người bình thường nhiều nhất chỉ có thể tại ta chỗ này mua ba viên ác ma trái cây, nhưng là hội viên là không giới hạn trong ba viên. Lại ví dụ như bán đấu giá thời điểm, hội viên cũng là được hưởng quyền ưu tiên. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút đặc biệt nhằm vào hội viên phúc lợi, đợi đến về sau các người liền biết. La Hạ cười vì Vanessa cùng Deadpool giải thích nói. Nghe rất không tệ. Vậy liền nói định cửa hàng trưởng, ta cùng Vanessa đều là hội viên. Deadpool đối với cái này cũng là tương đối hài lòng. Mặc dù hắn luôn miệng nói là muốn La Hạ cho hắn đánh gãy, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Deadpool minh bạch ác ma trái cây loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, kia là thỏa thỏa người bán thị trường, mà không phải người mua thị trường còn cái gì đánh gãy không bớt ngươi gặp kia cũng là vận may của ngươi còn có cửa hàng trưởng mặc dù nhìn người vật vô hại một người nhưng có thể xuất ra ác ma trái cây thần kỳ như thế đồ vật đến bán cái kia có thể là người bình thường không hề nghi ngờ là một cái địa vị cực lớn đại thần loại này đại thần có cơ hội để ngươi ôm người ta đùi ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi có cơ hội giới thiệu hộ khách cái gì ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh thật sự cho rằng chút chuyện nhỏ như vậy liền ghê gớm cỡ nào đây mới thực sự là ngu ngốc đương nhiên Deadpool ngươi đối tiểu điếm duy trì, ta đều là ghi ở trong lòng. La Hạ ôn hòa đối Deadpool cười nói. Có cửa hàng trưởng ngươi câu nói này, ta cũng liền không có phí công bận rộn. Deadpool nói, liền từng thanh từng thanh vali sách tay lấy ra, ba lập tức bỏ vào trên quầy. Cửa hàng trưởng, ngươi nơi này hẳn là thu tiền mặt A. À. Quen đem vali sách tay cho mở ra, bên trong đầy hơn phân nửa trương Mỹ đao. Đương nhiên, La Hạ đơn giản một phe nghiệm thu, xác định không sai, liền đem tiền lưu lại từ tủ trưng bày bên trong đem sáu trang trái cây đem ra, bỏ vào Vanessa trong tay. Vanessa hai tay dân kia cổ quái vô cùng trái cây, dò xét không ngừng. Nếu như không phải Deadpool tự mình trải qua, nàng thực sự không thể tin được, chính là như thế cái kỳ kỳ quái quái vật nhỏ, thế mà ẩn chứa thần kỳ như thế lực lượng. quay vật này thật nhiều khó ăn. Vanessa nhớ ra chuyện gì đến, nhìn sang bên người quay Sao đại tiện cũng khó khăn ăn. Deadpool nghiêm trang gật đầu, thân ái ta cho ngươi biết một cái bí quyết, ngươi đợi chút nữa ăn thời điểm đình chỉ khí, hoặc là nếm thử nắm mũi, tuyệt đối không được lấy hơi. Thôi đi quay. La Hạ ngay tại một bên cười, Vanessa, ngươi chỉ cần cắn xuống một mụn nhỏ ăn vào miệng bên trong liền có thể. Ác ma trái cây mặc dù khó ăn, nhưng là không cần ăn hết tất cả, chỉ ăn tiếp theo miệng liền có thể. Quách. Ngay tại thiếp thân truyền thụ kinh nghiệm đét quân trực tiếp sửng sốt, tựa như nhận cái gì đã kích. Cửa hàng trưởng, ngươi vừa rồi nói chỉ cần ăn một hơi liền đủ rồi. Ngươi xác định. Ngươi xác định. Deadpool hai mắt ngốc trệ, liên tiếp nhìn qua La Hạ đặt câu hỏi. Quên, ta cho tới bây giờ chưa nói với ngươi, cần đem thứ này ăn hết tất cả a. À? La Hạ tận lực nhìn xuống để cho mình không cười, nhưng không thể không nói, nhịn được có chút vất vả. Tạ đặc biệt. Ta đã làm gì? Quên cả người trực tiếp nổ tung. Hắn thế mà đem cả viên ác ma trái cây tất cả đều ăn sạch. Thế giới A, à, ngươi vì sao đối ta có lớn như vậy ác ý? Ha ha ha, quên, xem ra ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn a. À. Vanessa nhịn không ở bên cạnh che miệng cùng tiếu lên, cười đến gọi là một cái nhánh hoa run rẩy. Cửa hàng trưởng, lúc ấy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Deadpool dùng sinh không thể luyến ánh mắt nhìn qua la hạ. Ta vốn là muốn nói, nhưng quên, ngươi quá mạnh, ta đều cũng không nói ra miệng, ngươi liền đã ăn xong, ta cũng rất bất đắc dĩ a. À. La hạ giang tay ra. Quên, ta muốn bắt đầu. Vanessa thanh âm vang lên, nàng đối Deadpool lên tiếng chào hỏi sau đó liền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ ác ma trái cây. Ngô. Hoàn toàn như trước đây, Vanessa khó ăn phải ngủ quan đều vặn vẹo. Phí hết lớn lực, mới cố nén phun ra xúc động, đem kia một hơi thịt quả cho nuốt xuống. Quên, ngươi nói cho ta ngươi thế mà ăn xong nguyên một viên. Vanessa nhịn không được dùng đầu rạp xuống đất kính để ánh mắt nhìn qua Deadpool. Loại vật này ăn một miếng cảm giác đều có thể muốn cái mạng già của mình, Vanessa thực sự không dám tưởng tượng, quên thế mà ăn nguyên một viên. Biến thái, thực sự là biến thái. Ta cảm giác muốn bị ngươi chế giễu cả một đời, tốt a, à, ta nhận mệnh, cái này đích xác là ta tẩy không đi chỗ bẩn, cửa hàng trưởng, đây đều là ngươi hại. Deadpool 10 phần u oán đối la hạ nói. Sau đó liền không kịp chờ đợi nhìn qua Vanessa, thân ái, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Phi thường thần kỳ. Quên, kia là chưa bao giờ có thể nghiệm. Nguyên lai đây chính là ác ma trái cây sao? Vanessa lập tức kinh kêu lên tiếng đến, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ dáng vẻ sau đó nàng liền bắt đầu khống chế lấy năng lực của mình tiến hành một phen nếm thử đã thấy hô lập tức một khối to lớn thăng lau cứ như vậy xuất hiện tại vanessa trên thân đem vanessa thân thể cho thô bạo mà chụp lại quên mau nhìn là thật ta thật chế tạo ra một bộ y phục vanessa hưng phấn hoa tay múa chân đạo thân ái mặc dù ta không cảm thấy khối này phải có thế xưng là quần áo nhưng nói như thế nào đây xuyên ở trên thân thể ngươi kỳ thật còn rất khá lét trên dưới dò xét một phen vanessa dùng một loại chững chạc đàng hoàng biểu lộ nói. Chờ một chút. Sau đó Deadpool lại lấy ra một khẩu súng đến, trực tiếp nhắm ngay Vanessa, ta xem một chút nó chống đạn hiệu quả thế nào. Chương 19, đến đối ta nổ súng. La hạ. Hắn là thật bất lực nhả rảnh, chỉ có thể nói Deadpool không hổ là Deadpool, cỡ nào vượt quá người khác dự kiến sự tình đều làm được. Thế mà trực tiếp rút súng chỉ hướng lão bà của mình. Liền xem như vì kiểm tra sáu trang chống đạn tính năng, cái này cũng có chút quá bưu hãng đi. Tới đi Wayne, Ta còn chưa có thử qua trúng đạn là cảm giác gì, bắn ta đi. Tới đi bảo bối. Vanessa thế mà cũng là một bộ kích động, chờ mong vô cùng dáng vẻ. Làm cho La Hạ càng thêm im lặng. Cái này hẳn là chính là không phải người một nhà, không tiếng một nhà cửa sao? Nam không bình thường, nữ cũng rất điên cuồng. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Chẳng qua La Hạ cũng không có thuyết phục cái gì, bởi vì hắn biết sáu trang trái cây chống đạn hiệu quả hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần Deadpool không xả kích Vanessa lỏa lộ ở bên ngoài tứ chi, liền sẽ không xảy ra chuyện. Công nhiên rút súng bắn lão bà của mình, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình. Nhân sinh luôn luôn khắp nơi tràn ngập niềm vui thú, không phải sao. Deadpool tại nổ súng trước đó, còn phát biểu một phen lấy được thưởng cảm nghĩ. Chẳng qua cứ việc biểu hiện được phi thường điên cuồng, nhưng Deadpool tại chính thức thời điểm nổ súng, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem Vanessa sáo trang quần áo kéo ra đến một cái góc áo, sau đó đối cái kia góc áo bắn một phát súng đừng nói là áo chống đạn, liền xem như phổ thông quần áo cũng sẽ không tổn thương Vanessa chút nào. Bởi vì đạn sẽ trực tiếp bắn thủng góc áo bay ra ngoài, mà sẽ không lau tới Vanessa một tấc làn da. Suy. Thông qua cách âm về sau trầm thấp súng vang lên tiếng vang lên, một viên đạn cứ như vậy bắn tại góc áo bên trên. Sau đó, thật bị ngăn trở. Vỏ chăn đựng quần áo ngăn cản lại đến về sau, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Quên, đạn thật bị ngăn trở. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Y phục này rõ ràng như thế mềm mại, ta mặc lên người thậm chí không cảm giác được cái gì trọng lượng. Vanessa lập tức khó mà tin nổi kinh kêu lên tiếng tới. Khi là đương nhiên, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là ác ma trái cây. Deadpool đối với cái này cũng là hết sức hài lòng. Vanessa, chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng cảm nhận được, ngươi bây giờ đối với năng lực nắm giữ còn phi thường thô thiển, chỉ có thể làm loại này thô sơ giản lược điều khiển. Cho nên cái này cần ngươi không ngừng tiến hành huấn luyện, Đợi đến ngươi có thể tùy tâm sở dục khống chế sáu trang hình dạng lúc, ngươi liền có thể thực hiện mỗi ngày đều mặc quần áo mới nguyện vọng. La Hạ cũng tại vừa hướng Vanessa cười nói, "Vì mỗi ngày có thể mặc quần áo mới phục, ta sẽ cố gắng huấn luyện." Vanessa càng ngập ước mơ. Giao dịch xong về sau, La Hạ dựa theo trước kia lệ cũ, đem Vanessa cũng cho kéo đến bầy bên trong. Đồng thời lấy chủ nhóm thân phận, đối nó biểu thị hoan nghênh. "Cửa hàng trưởng tất cả mọi người, hoan nghênh chúng ta ác ma trái cây nhà mới thêm một vị người nhà." Vanessa, mọi người tốt, ta là trắng nõn nà người mới, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn, tốt à, bầy bên trong mọi người ta đều biết, nói loại lời này thật là quái quái. Wayne Wilson, hoan nghênh ta lão bà đại nhân A A Cộc. Lại nói cửa hàng trưởng, ta biệt danh thật không thể thay đổi thành đệ nhất thế giới soái ca sao. Cửa hàng trưởng, không thể. Mà lại, ngươi cũng không phải đệ nhất thế giới soái. Hiện tại bầy bên trong người còn thiếu, biệt danh tùy tiện lên lên cũng không ảnh hưởng mọi người giao lưu, có thể sao nếu như nhiều người vậy liền lộ ra phi thường thông tiện. Cho nên bày danh thiếp liền dùng bản nhân tên của mình liền tốt. Vanessa, thân ái, tại cửa hàng trưởng trước mặt, ngươi thế mà cũng dám tự xưng thứ nhất soái. Ngươi đem cửa hàng trưởng phóng tới vị trí nào rồi? Wayne Wilson, vậy ta gọi đệ nhất thế giới soái, cửa hàng trưởng ngoại trừ. Dạng này cũng có thể đi. Triệu Hải Luân, Vanessa nữ sĩ, ngươi cũng mua ác ma trái cây rồi. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Triệu Hải Luân, chẳng qua. Không biết thuận tiện hay không hỏi một chút, Ngươi mua chính là cái gì trái cây sao? Vanessa, Triệu tiến sĩ, ta mua chính là sáu trang trái cây, một cái có thể thích làm gì thì làm chế tạo ra quần áo mới trái cây, ao ước đi. Triệu Hải Luân, ác ma trái cây thật sự là một cái thần kỳ đồ vật, liền loại này chuyện thần kỳ đều có thể làm đến. Cửa hàng trưởng, đối Triệu tiến sĩ, ngươi sau khi trở về có hay không thí nghiệm một chút chữa trị trái cây năng lực, cảm giác thế nào? Vừa nhắc tới nơi này, Triệu Hải Luân coi như có chút kích động. Thậm chí bên người nàng trợ lý đều có thể nhìn thấy Triệu Hải Luân trong mắt đều tỏa sáng mang. Triệu Hải Luân, cửa hàng trưởng, ta đang nghĩ cùng ngươi phản hồi đâu, chữa trị trái cây thật sự là quá thần kỳ, quá cường đại. Triệu Hải Luân, ta đầu tiên đối ta trợ lý biểu đệ tiến hành thí nghiệm, chỉ dùng 5 giây, liền triệt để chữa trị hắn loại phong thấp. Triệu Hải Luân, coi ta cầm tới kiểm tra đo lường báo cáo thời điểm, ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Hải Luân thật đúng là không có bất kỳ cái gì khoa trương. Mọi người đều biết, loại phong thấp Phong thấp loại hình tật bệnh, mặc dù không gọi được cái gì bệnh nặng, nhưng muốn triệt để trị tận gốc là vô cùng vô cùng khó khăn. Gần như liền là chuyện không thể nào. Một khi được cái này bệnh, thường thường đều sẽ đi theo người cả một đời. Nhưng Triệu Hải luôn sử dụng năng lực của mình, thế mà chỉ dùng vài giây đồng hồ liền để loại này gần như không cách nào khỏi hẳn bệnh khỏi hẳn. Đây quả thực là kỳ tích. Wayne Wilson, không tầm thường. Phi thường không tầm thường. Triệu Tiến sĩ sau này sẽ là đệ nhất thế giới thần y. Vanessa đích thật là phi thường không tầm thường năng lực, nghe so trước ngươi nói kia cái gì tái sinh cái nôi đều muốn lợi hại. Triệu Hải Luân, tái sinh cái nôi là tâm huyết của ta, nó là độc nhất vô nhị, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nó thật sự so ra kém ác ma trái cây. Tái sinh cái nôi vẫn là quy tắc bên trong sản phẩm, lại thần kỳ, cường đại hơn nữa, cũng phải tuân theo khoa học cái này một quy tắc. Nhưng ác ma trái cây, lại hoàn toàn là quy tắc bên ngoài đồ vật, cái này muốn làm sao so. Coi như Triệu Hải Luân lại tâm cao khí ngạo, cũng không thể không thừa nhận điểm này tốt cửa hàng trưởng, sẽ không quấy rầy ngươi, ta cùng quên về trước đi, gặp lại. Gặp lại. Về sau thường tới chơi. Ở trong bầy cùng mọi người kéo vài câu nhạc, Vanessa cùng Deadpool hai người liền đối La Hạ lên tiếng chào, rời đi ác ma trái cây cửa hàng. La Hạ cũng không có tiếp tục ở trong bầy nói chuyện phím, mà là tiếp tục bắt đầu mình trước đó công việc. Không sai biệt lắm hoa một cái giờ, La Hạ đem tất cả ác ma trái cây đều cho đập xong. Sau đó liền bật máy tính lên, mở ra thiết kế phần mềm, bắt đầu tự mình thiết kế lên ác ma trái cây đồ dám tới. Làm việc thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiếp đãi một chút khách nhân, đem trái cây đồ dám thiết kế tốt, La Hạ nhìn đồng hồ, thế mà đã là hơn 3 giờ chiều. Được rồi, tiếp xuống lại bán đi một viên trái cây khả năng cũng không phải rất lớn, đi huấn luyện đi. Vừa vặn cũng tìm địa phương, đem đồ dám cho in ra. La Hạ một chút suy nghĩ, làm ra quyết định tới. Hắn đem đồ giám hình ảnh copy tiếng USB bên trong, thói quen đem tất cả ác ma trái cây một khóa thu vào hệ thống bên trong, liền khóa cửa lại. Tiêu sái rời đi. Không thể không nói, làm lão bản cảm giác chính là tốt, nghĩ đến trễ đến trễ, nghĩ về sớm về sớm, chính là như thế tùy hứng. Chương 20, Thiên Sứ Triệu Hải Luân Suy 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 Phanh 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 Vẫn là trước đó cái kia núi hoang trong rừng rậm. Một đạo lại một đạo kim quang liên tiếp không ngừng mà phát xạ mà ra, một khối lại một khối đá cũng bị liên tiếp không ngừng mà đánh nát. La Hạ cứ như vậy đứng tại hai ngoài trăm thước, không ngừng hướng về phía trước duỗi ra ngón tay của mình, bắn ra một khỏa lại một khỏa quan tử đạn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút mà thôi, nguyên bản bị xếp thành thật dài hai hàng tảng đá bia ngắm, liền toàn bộ bạo thành mảnh vụn cặn bã. Rất không tệ. La Hạ dừng tay lại, nhìn không được hài lòng gật gật đầu. Hắn tới đây huấn luyện đã có thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Đét Quân hoặc là Triệu Hải Luân cũng không tiếp tục cho La Hạ giới thiệu cái gì mới khách nhân tự nhiên đến thăm những khách cũ kia cũng không có người nào đầu óc trúc trúc chịu hoa mấy chục vạn mỹ đao mua một viên nhìn xem liền không đáng tin cậy đồ vật la hạ mới một giai đoạn tiêu thụ nhiệm vụ chỉ dừng lại ở tiêu thụ hai viên ác ma trái cây tiến độ bên trên cái này khiến la hạ hơi cảm thấy uể oải chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng là chuyện đương nhiên ác ma trái cây loại vật này lúc đầu mua cánh cửa liền phi thường cao cũng không phải là dễ dàng như vậy bán tùy duyên liền tốt dù sao la hạ thực lực bây giờ trong cái thế giới này tự vệ là đầy đủ nhất là khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày không sai biệt lắm rút ra 4 giờ đến huấn luyện, càng là lấy được phi thường rõ rệt hiệu quả. Hiện tại La Hà, đã có thể đạt tới lệ vô hư phát trình độ. Tất cả tảng đá bia ngắm toàn bộ đều là đánh trúng hồng tâm, coi như ngẫu nhiên hơi chệch hướng một chút, nhưng cũng căn bản sẽ không bắn không trúng bia. Nơi này nói vẫn chỉ là độ chính xác vấn đề. Mà ở thực tế trong quá trình chiến đấu đâu? La hạ thế nhưng là không cần điểm xạ. Hắn có thể giống như là súng máy hoặc là súng tiểu liên đồng dạng, liên tiếp không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát xạ quang tử đạn. Cho nên vẻn vẹn vẻ từ sức chiến đấu điểm này đến xem, La Hạ thực lực kỳ thật đã rất mạnh. Đương nhiên là tại hiện tại thời gian tuyến bên trong. Tiếp xuống, thử lại lần nữa ta quang tử côn. La Hạ bắt đầu hít sâu một hơi, tay phải vươn ra, bắt đầu phát động năng lực của mình, ngưng tụ trong cơ thể mình quang tử. Tựa như là một con lại một con đông đóng ngưng tập hợp một chỗ đồng dạng, không sai biệt lắm 15 giây, La Hạ trong tay liền xuất hiện một cây kim quang lóng lánh cây gậy. Cây gậy kia không sai biệt lắm dài 30cm, 5cm dày, nhìn còn có chút thô ráp, sau hoàng viên thanh kiếm cu ghi quả thực kém cách xa vạn dặm. Nhưng la hạ lại như cũ cảm thấy thập phần hưng phấn. Phải biết lần thứ nhất hắn nếm thử thời điểm, cho dù là liền hình trụ đơn giản như vậy hình dạng đều không thể tố thành. Hiện tại, đã tiến bộ nhanh chóng. Hô! Trong tay cầm quan tử côn, hung hăng đối trước mặt một tảng đá lớn đập tới. Trăng rắc! Đá vụn phiến tung bay bên trong, kia trên tảng đá lớn lập tức bị rút ra một cái thật sâu vết lõm tới cái này quan tử côn kỳ thật cũng là một loại năng lượng côn dùng để làm vũ khí tuyệt đối không chỉ chỉ là vật lý phương diện đã kích càng có ánh sáng tử loại này năng lượng đối vật thể trực tiếp phá hư hiệu quả cũng là cực kỳ tốt cuối cùng chính là quan độn la hạ lúc này tâm niệm vừa động trên người năng lực phát động cả người hắn đều biến thành lóe ra kim quang quan tử hoặc là nói biến thành một cái người ánh sáng sau đó một cái kia người ánh sáng cứ như vậy hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía trước bắn ra ngoài. Bạch. Ánh vàng lóe lên, kim quang trực tiếp bắn tại giữa sườn núi, một cái hố to trực tiếp bị bắn ra tới, đá vụn bay loạn. Khụ cụ khụ. Đỉnh lấy một đầu bùng đất la hạ từ phế tích bên trong bò lên thân đến, vuốt bụi bặm trên người, gọi là một cái chật vật. Quả nhiên, cái này đích xác là một cái độ khó cao thao tác. La hạ nhịn không được thở dài. Khi hắn hóa thân trở thành ánh sáng thời điểm, là không có cái gì trọng lượng, giống như là quan đồng dạng tại không trung bắn ra đi là không có vấn đề nhưng trưởng thống phương hướng quá khó nhất là tốc độ ánh sáng còn nhanh như vậy tại loại này tốc độ phía dưới quả thực chính là sai một ly đi nghìn dặm la hạ nhiều ngày như vậy luyện tập nhiều lần như vậy liền không có một lần thành công chui đến dự định phương vị chẳng qua dù vậy la hạ cũng như cũ phi thường hài lòng hiện tại hắn có thể làm đến những chuyện này nói thật đã vô cùng vô cùng lợi hại chênh lệch thời gian không nhiều trở về La Hạ đập đánh một cái bụi bặm trên người, trân tru xuống núi. Một bên khác, Triệu Hải Luân trung tâm nghiên cứu. Ào ào ào. Nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, chung quanh vây quanh rất nhiều người, đều xuất phát từ nội tâm vỗ tay lên tới. Bọn hắn nhìn qua kia đứng ở trong đám người ương, mặc áo khoác trắng, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ Triệu Hải Luân tiến sĩ, từng cái trên mặt đều mang khó có thể tin, chấn kinh cùng vẻ cuồng nhiệt. Tự như đang nhìn một cái hạ phàm thiên sứ. Ngay tại mới, Triệu Hải Luân ở trước mặt mọi người, đem một cái nửa người dưới liệt nửa người bệnh nhân chữa lành. Trình diễn một trận y học sử thượng kỳ tích. Mà kỳ tích như thế này, tại nửa tháng này bên trong kỳ thật đã trình diễn rất nhiều lần. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn mỗi một lần nhìn thấy loại này kỳ tích cũng như cũ sẽ bị chấn kinh đến, bởi vì kia thật quá khó mà tin nổi. Kỳ tích, ta quả thực không thể tin được, đây chính là một cái kỳ tích. Con của ta thế mà thật đứng lên. Triệu tiến sĩ, thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Một đôi không sai biệt lắm hơn 50 tuổi vợ chồng, cảm động đến rơi nước mắt cầm Triệu Hải Luân tay, đều nhanh muốn cho Triệu Hải Luân quỳ xuống. Mà kia vợ chồng bên người một cái 27-28 tuổi thanh niên, cả người lâm vào một loại nào đó ngốc trệ. Hắn cẩn thận cảm thụ được mình đã sớm không cảm giác được nhiều năm nữa người dưới, thật hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Liệt nửa người A. À. Thế mà. Cũng có thế bị chữa khỏi. Phù phù một tiếng, thanh niên trực tiếp cho Triệu Hải Luân quỳ xuống. Lão nhân gia, các người không cần dạng này. Vị tiên sinh này, xin đứng lên tới phế thật là lớn lực triệu hải luân mới trấn an được vô cùng kích động người một nhà đồng thời tự mình khách khí đem đối phương cho đưa ra ngoài đứng tại cửa chất trước nhìn xem dưới lầu kia người một nhà vui vẻ kích động ôm nhau dáng vẻ triệu hải luân cảm thấy mình làm hết thảy là như vậy có ý nghĩa nàng tại cứu vãn cuộc sống của người khác nàng tại làm cho người ta cảm thấy hy vọng tiến sĩ ngươi biết nếu như ta không phải phụ tá của ngươi không phải tận mắt thấy đây hết thảy ta nhất định cho rằng đây đều là quỷ kéo ngươi tại sáng tạo một cái kỳ tích trợ lý xuất phát từ nội tâm mà đối với Triệu Hải Luân nói. Không, sáng tạo kỳ tích không phải ta, mà là la hạ cửa hàng trưởng. Triệu Hải Luân lại là thật dài cảm thán nói. Chữa trị trái cây thực sự là quá thần kỳ, quả thực vung ra tái sinh cái nôi mấy con phố. Nhất là mấy ngày nay nàng tự thân lên tay chữa khỏi mấy cái bệnh nhân về sau, càng phát ra cảm thấy mình trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tái sinh cái nôi chẳng phải hương. Trải qua nửa tháng luyện tập, ta đã hoàn toàn quen thuộc ta năng lực, có thể chữa trị một chút phi thường phức tạp chứng bệnh cũng không biết có thể hay không giúp được ta cái kia lão bằng hữu. Triệu Hải Luân âm thầm cân nhắc một chút, sau đó liền lấy ra điện thoại di động đến, cho một cái ghi chú Bruce Banner người, phát gọi điện thoại.